Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập trong chương trình thời sự tối qua, vào lúc 0 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2016, 8 đài phát thanh và truyền hình cả nước, trong đó có tỉnh Hậu Giang, sẽ thực hiện lộ trình số hóa giai đoạn 2 của chính phủ. Đây được xem là một cơ hội để ngành phát thanh truyền hình tăng tốc, nhưng cũng lắm những thách thức đối với một đài địa phương. Bởi để chuyển đổi tốt thì đòi hỏi một trang thiết bị đủ mạnh và chiến lược vừa tầm trong đổi mới nâng cao chất lượng chương trình để giữ chân khán giả. Đứng trước cuộc chạy đua về chất lượng giữa các đài khi có chung một hạ tầng phát sóng thì đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hậu Giang đã chuẩn bị những gì? Phóng sự sau đây sẽ cho thấy rõ về điều này. Tận dụng những thiết bị hiện có, trong năm qua, đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hậu Giang đã đầu tư nâng cấp, cải tiến các thiết bị chuyên dụng, nâng cao chất lượng hình ảnh, âm thanh, chuẩn bị cho lộ trình số hóa. Bên cạnh đó, đài còn thiết lập các đường truyền dẫn, chuyển đổi sang khung hình 16:9 để có được một đường tín hiệu đủ chuẩn, chất lượng, cung cấp cho máy phát truyền hình số mặt đất. Đây là cơ sở quan trọng để khi chuyển đổi, hình ảnh HGTV trên sóng đẹp ngang bằng và hơn đài bạn. Mặc dù HGTV nằm trong giai đoạn 2 của lộ trình số hóa, tức là ngày 30 tháng 12 mới chính thức tắt sóng analog, nhưng vào tháng 4 năm nay, đài đã phát truyền hình kỹ thuật số trên kênh 34, đặt máy phát tại tỉnh Vĩnh Long, phủ sóng tại tỉnh Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ và một phần tỉnh Hậu Giang. Tiếp đó, tới tháng 11, phạm vi của cánh sóng HGTV được nới rộng hơn, phủ sóng ra các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, An Giang. Bước đi trước này đã giúp người dân sớm tiếp cận được những hình ảnh rõ nét, những chương trình chất lượng của đài truyền hình Hậu Giang. Tuy nhiên, do hai trạm phát sóng đặt tại tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ, nên người dân ở thành phố Vị Thanh và Long Mỹ thu sóng truyền hình Hậu Giang còn khó khăn. Khắc phục tình trạng này, vào ngày mai, đơn vị truyền dẫn phát sóng sẽ lắp thêm một trạm máy phát tại đài phát thanh và truyền hình Hậu Giang. Khi đó, người dân ở địa bàn tỉnh Hậu Giang sẽ bắt được sóng của đài. Sự chuyển đổi phương thức phát sóng lần này chỉ ảnh hưởng đến những gia đình đang sử dụng anten để thu sóng analog và muốn xem truyền hình số mặt đất thì phải có thêm một đầu thu và tivi tích hợp. Để người nghèo có thể xem được những chương trình truyền hình chất lượng, tại Hậu Giang, chính phủ đã hỗ trợ 33.000 đầu thu kỹ thuật số cho hộ nghèo và cận nghèo. Mới đây, điều tra chuẩn hộ nghèo mới đã phát sinh thêm 3.500 hộ, nên số đầu thu này đang được Sở Thông tin và Truyền thông phát 70% đến tay người dân. Số còn lại đang được gấp rút triển khai, đảm bảo đến cuối tháng này, hộ nghèo và cận nghèo trong tỉnh đều có đầu thu kỹ thuật số. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa phê duyệt dự án số hóa truyền hình, tạo điều kiện thuận lợi cho đài mua sắm thêm những trang thiết bị hiện đại, phục vụ tốt cho phát sóng kỹ thuật số. Hiện nay, HGTV đang mở rộng, đầu tư mới phim trường thực tế, mang tính tương tác cao để thực hiện các chương trình trực tiếp. Đồng thời, chuẩn bị ra mắt thêm hai bản tin, tin nhanh 16 giờ và tin thể thao. Sự nỗ lực này không nằm ngoài mong muốn xây dựng hình ảnh HGTV không chỉ đẹp về hình thức mà còn tốt về nội dung. Sự chuyển đổi lần này đã làm chuyển động của ngành truyền hình, mở ra một cuộc đua mới giữa các đài để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.